Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bảo nè. Và hôm nay thì mình sẽ đọc phần Tại sao tôi luôn gặp phải điều này trong cuốn Answer Pharaoh trả lời. Trong thời gian qua thì mình đang chuyển dần hướng từ review đồ ăn sang sách vở và chia sẻ với mọi người thế giới quan của mình, những cái gì mà mình đọc hàng ngày á. Nên là rất mong nhận được sự ủng hộ cũng như đóng góp ý kiến của mọi người nha. Tại sao tôi luôn gặp phải điều này? Đây là tiếng kêu cứu của người bi quan, người đang van vỉ não nề khi thấy người khác cứ gặp toàn điều tốt đẹp. Nhà tâm lý học Paul khuyên rằng tình hình tuy vô vọng nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Thực sự thì thế giới này không chủ định để bạn thiệt thòi đâu, mà bạn chỉ có cảm giác như vậy thôi. Mặt khác, cứ quan niệm và cảm nhận khác đi là điều liệu có dễ dàng. Bi quan là gì? Sự bi quan là một lập trường đang hút cạn sự sống, sắc màu và hy vọng của thế giới. Về mặt tâm lý học, nó là một kiểu suy nghĩ tiêu cực bắt nguồn từ việc tin vào những thứ đáng buồn, bắt đầu bằng vận rủi cứ xảy ra liên miên, tiến tới mà tôi xui xẻo nhiều hơn người khác chứ, và chốt lại tội lỗi ở tôi hết. Người bi quan nhanh chóng lấy một sự kiện độc nhất để biến thành lối suy nghĩ luôn luôn và mãi mãi, và sau đó tự nhủ rằng mình quá vô dụng và có cố gắng cũng chẳng ích gì. Buông bỏ bản ngã. Bản ngã là nơi sự tuyệt vọng bám vào, khiến người bi quan nghĩ rằng thế giới không làm hại mình, mà họ mới là người vô tích sự, không xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp. Từ đây nảy sinh quan điểm rằng nếu họ gặp được điều gì tốt đẹp thì đó chắc chắn chỉ là một lần ăn may duy nhất, không bao giờ lặp lại và có lẽ không đáng tin tưởng. Như lời tác giả, ai cũng cố hết sức để gạt bỏ những suy nghĩ ấy khỏi nhận thức. Vậy nên, người bi quan sẽ nhanh chóng không nghĩ về bản thân nữa và đổ lỗi cho thế giới. Điều này gây khó chịu nhưng là dễ chấp nhận hơn. Còn những người lạc quan thì sao? Trái lại, những người lạc quan vẫn nhìn cuộc đời đầy màu hồng. Họ có một lối suy nghĩ tích cực bắt nguồn từ niềm tin mãnh liệt và tự nhiên, sự tốt đẹp của chính họ, của người khác và thế giới xung quanh. Họ nghĩ rằng những điều tốt lành thường xuyên xảy ra, bởi vậy nếu một điều xảy đến thì chắc chắn sẽ còn có thêm một điều tốt lành nữa. Nếu một điều tồi tệ xảy ra thì cũng thật đáng tiếc, nhưng đó chỉ là một trục trặc tạm thời trên đường đời và có lẽ là một cơ hội tốt để học hỏi. Không có gì đáng ngạc nhiên, những người lạc quan có lòng tự trọng lớn và tự tin hơn người bi quan rất nhiều. Họ hạnh phúc hơn, học tập và làm việc suôn sẻ hơn, kiên trì hơn, khỏe mạnh hơn và thậm chí sống lâu hơn. Nếu đã vậy thì tại sao lại có người chọn sống bi quan? Theo Martin Seligman, cha đẻ của tâm lý học tích cực, vấn đề nằm ở chỗ chẳng ai chọn được cả. Chúng ta tiếp nhận dần dần qua năm tháng khi người khác nhận xét về bản thân chúng ta và thế giới, tới mức chúng ta chấp nhận và coi điều ấy là đương nhiên, bên cạnh những chỉ dẫn của quảng cáo về những thứ chúng ta muốn. Nếu bạn lớn lên ở môi trường đề cao chủ nghĩa cá nhân như phương Tây, bạn cũng sẽ được khuyến khích phải luôn tự đánh giá bản thân, đặc biệt là so với những người xung quanh. Chắc chắn, nhiều người không thể đạt đến sự lý tưởng và lầm tưởng rằng bản thân họ là kẻ thất bại. Lý trí đâu mất rồi? Nhiều lúc, chúng ta muốn coi bản thân mình là người có lý trí, đơn thuần sống theo sự thật. Tuy nhiên, nghiên cứu của các nhà thần kinh học cho rằng chúng ta bị cảm xúc chi phối rất nhiều. Nghiên cứu này cho thấy những ai bị tổn thương trong khu vực não bộ, nếu cảm xúc được sinh ra thì hoàn toàn mất khả năng đưa ra quyết định, ngay cả một quyết định đơn giản như ăn món gì. Vì vậy, dường như cảm xúc đánh đậm cho chúng ta biết lựa chọn cá nhân của chúng ta nằm ở đâu, và cảm xúc này nảy sinh tùy thuộc rất nhiều vào kỳ vọng của chúng ta, mà kỳ vọng vốn là dựa vào trải nghiệm của chúng ta. Lần trước thì mình đã làm gì nhỉ? Phải, mình đã làm hỏng chuyện, và thế là tâm trạng bạn chung xuống rồi bạn né tránh công việc. Hẳn là phải có mặt tích cực chứ. Quan điểm bi quan giúp ngăn chặn sự thăng trầm kiểu tàu lượn cảm xúc trong lối sống phiêu lưu mạo hiểm của người lạc quan. Duy có điều là họ có thể đang rơi xuống mức độ bi quan đáng báo động. Đúng là có thể cố gắng tránh né các cảm giác suy sụp nếu như bạn không bao giờ mở miệng mời người mình thầm thương đi uống nước, nhưng rồi thì bạn sẽ chẳng bao giờ ra quán nữa. Người bi quan có thể cảm thấy mình trên cơ vào những lúc mà người lạc quan tạm thời thất vọng, nhưng điều này chẳng làm bạn thay đổi những cảm xúc chán chường về bản thân, bởi tự đáy lòng người bi quan biết rằng vấn đề không nằm ở thế giới đầy rẫy bất trắc, mà nó nằm ở bản thân vô dụng.
Không phải lúc nào cũng dễ nhận ra bản thân là người bi quan, và rất ít người nhận ra điều này so với những người mắc kẹt trong màn đêm của bi quan. Tính lạc quan do rèn luyện. May mắn thay, người bi quan đã sai. Bản thân họ chẳng có gì sai cả. Tất cả là do họ nghĩ vậy thôi. Nghĩa là nếu thay đổi một vài thói quen suy nghĩ, họ có thể trở nên lạc quan hơn mà không còn phải lột xác thành một người hoàn toàn khác. Nếu sự bi quan là không phải tự nhiên thì sự lạc quan cũng có thể được rèn luyện. Ông đề xuất một mô hình rèn luyện dựa trên việc nhận ra và đấu tranh với phản ứng của bản thân trước nghịch cảnh. Những điều bạn nhìn thấy có đúng là sự thật hay không? Bạn có những giả định nào về chuyện này? Bạn có thể nghĩ ra bao nhiêu lời giải thích khác về chuyện này? Nếu một người quen không nhận ra bạn trên đường, có phải họ đang cố tình tránh mặt bạn? Hay biết đâu người ấy đang trễ giờ làm, hoặc đang nghỉ nát óc để tìm người yêu, để làm người yêu quay lại với mình, hoặc đang ước rằng tối qua mình không chơi bài xì thế trên mạng. Khi ta bỏ đi một thói quen suy nghĩ tiêu cực, thì một số suy nghĩ lạc quan có thể xuất hiện, đem theo màu sắc năng lượng và hy vọng cho cuộc sống. Giá trị của sự bi quan. Người bi quan cực đoan sẽ không bao giờ tin vào ý kiến của Seligman về tính lạc quan do rèn luyện, bởi vì về cơ bản họ đã không muốn tin rồi. Có lẽ họ muốn ý thức rõ về nỗi khổ đau của tất cả. Trong trường hợp này, họ có thể thấy thoải mái hơn khi được trò chuyện với các nhà tâm lý trị liệu hiện sinh. Chẳng hạn như theo lời khuyên của Eugene Van der Zuren, đón nhận cuộc sống nghĩa là dám đón nhận khổ đau, lo lắng và cảm giác tội lỗi như một phần có sẵn của sự tồn tại. Đối với ông, đau khổ là một thành tựu của loài người. Còn nỗi lo và cảm giác tội lỗi theo đó thôi thúc chúng ta nhìn sâu vào bên trong mình để tìm thấy những thứ cần thay đổi, để trở thành con người thật của mình. Vì vậy, hãy ngẫm thật sâu, hãy chiêm nghiệm nỗi khổ của bạn. Hãy cứ tiếp tục cho đến khi bạn tìm thấy lý do để tồn tại của mình, cùng mọi thứ khiến bạn có cảm giác đúng đắn, rồi quay lại đây để kể lại cho chúng tôi. Phần lớn những tác phẩm nghệ thuật của nhân loại ra đời là nhờ vào các bạn. Cảm ơn mọi người đã nghe xong phần này, và mình mong là có thể giúp ích một phần nào đó dựa trên những nghiên cứu khoa học đến với cái lối sống, không, đến với cuộc sống của mọi người. Mong là chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng mà mọi người sẽ có thể tác động một cái gì đó giúp cho cái cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn một tí, ổn định hơn một tí. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Và tạm biệt mọi người.